7 sai lầm dễ mắc phải khi chúng ta rửa mặt khiến cho làn da của chúng ta không được đẹp, dễ bị sạm nám hoặc là nổi mụn. Đầu tiên, không dùng sữa rửa mặt để làm sạch da của mình. Các bạn lưu ý là chúng ta dùng nước muối sinh lý hoặc là nước ấm thì nó cũng không đủ để chúng ta làm sạch làn da của chúng ta. Vì vậy cần phải dùng sữa rửa mặt để làm sạch làn da của mình các bạn nhé. Thứ hai, để sữa rửa mặt trên da mặt quá lâu cũng không tốt. Thời gian để chúng ta rửa mặt chỉ từ 1 phút 30 giây cho đến 2 phút mà thôi. Vì vậy các bạn cần phải rửa mặt thật nhanh để không lưu giữ sữa rửa mặt trên da mặt quá lâu. Với da thường, da nhạy cảm và da mụn thì chúng ta có thể rửa mặt 2 lần trên ngày. Tuy nhiên đối với da dầu và da nhờn thì các bạn có thể rửa nhiều hơn, nhưng cũng chỉ là 3 lần trên ngày mà thôi, nhớ nha. Và sai lầm thứ ba đó chính là các bạn lau khô mặt không đúng cách. Rất là nhiều bạn dùng khăn đúng không? Chúng ta thường là dùng khăn để lau khô mặt sau quá trình mà chúng ta rửa mặt. Tuy nhiên chiếc khăn đó nếu mà không được vệ sinh đúng cách thì nó cũng dễ là nơi để gây vi khuẩn lây nhiễm lên trên làn da của mình. Tốt nhất các bạn nên dùng bông gòn hoặc bông tẩy trang để chúng ta làm khô mặt của mình thì sẽ tốt nhất các bạn nha. Thứ tư đó chính là chúng ta không rửa tay trước khi rửa mặt. Bàn tay của mình như vậy đó, người tiếp xúc rất là nhiều bụi là tập nè, rồi bàn dở từ lớp hết trơn á. Vì vậy trước khi rửa mặt chúng ta nên rửa tay thật sạch để chúng ta rửa mặt thì sẽ không bị lây nhiễm vi khuẩn chéo lên làn da của mình. Và cái thứ năm đó chính là hãy dùng sữa rửa mặt phù hợp với da của mình, tránh những cái sản phẩm sữa rửa mặt có nhiều hóa chất. Hãy dùng những loại sữa rửa mặt dịu nhẹ thôi, phù hợp với làn da của mình. Da dầu tìm sản phẩm da dầu, da khô, da mụn hãy có những sản phẩm dành riêng cho từng loại da. Hãy chọn những sản phẩm phù hợp nhất đối với làn da của mình nha. Và thứ sáu đó chính là không dùng nước quá nóng hoặc quá lạnh để rửa mặt. Tại vì nước nóng quá cũng hại cho da mà lạnh quá cũng hại cho da. Vì vậy nếu mà muốn dùng nước ấm thì chúng ta hãy pha cho ấm ra rồi hãy rửa mặt. Còn ngoài Hà Nội thì dùng như là mùa đông nó lạnh quá thì nước cũng sẽ lạnh theo. Chúng ta nên dùng nước ấm để pha cho nó bớt cái độ lạnh đi rồi hãy dùng rửa mặt thì sẽ tốt cho làn da hơn. Và thứ bảy nha, không để sữa rửa mặt trực tiếp lên làn da của chúng ta khi làn da chưa được làm ẩm. Các bạn lưu ý nha, chúng ta muốn rửa mặt thì phải làm ẩm làn da trước, sau đó mới dùng sữa rửa mặt để làm sạch phiên sau. Kể cả trong quá trình chăm sóc da cũng vậy, muốn thoa kem dưỡng serum thì chúng ta hãy dùng toner làm ẩm làn da trước, sau đó mới thoa kem dưỡng và serum, như vậy mới tốt cho làn da của mình. Mình là Diệp, hãy follow mình nhé để mình có động lực ra những video tiếp theo. Xin chào.